chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin ngày hôm nay, 14 tháng 8 có những nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7 tăng 9,4% so với cùng kỳ, góp phần đưa tổng giá trị 7 tháng vượt trên 3,6 triệu tỷ đồng. Trong nửa đầu năm nay, Việt Nam nhận 57 cảnh báo từ Liên minh châu Âu-EU. Một trong những nguyên nhân chính là dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt quá mức cho phép, dù tỷ lệ rất nhỏ. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa công nhận nghề ướp trà sen Tây Hồ là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây sẽ là cơ hội để bảo tồn các loại hoa sen quý hiếm, cũng như nghề làm trà ướp sen. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, đã chủ trì phiên họp thứ 26 của Ban chỉ đạo. Mở đầu phiên họp, các thành viên Ban chỉ đạo đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc của Đảng, Nhà nước, người đã có hơn 10 năm làm trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, với những chỉ đạo tâm huyết, những hành động mạnh mẽ, để lại những dấu ấn đậm nét trong công cuộc đấu tranh với tham nhũng tiêu cực. Tại phiên họp, các thành viên Ban chỉ đạo đã cho ý kiến về báo cáo tình hình kết quả thực hiện chương trình công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, báo cáo kết quả chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo từ sau phiên họp thứ 25 của Ban chỉ đạo đến nay, báo cáo kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh 6 tháng đầu năm nay. Qua thảo luận, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực thống nhất đánh giá, từ đầu năm đến nay, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là tổn thất to lớn trước sự ra đi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban chỉ đạo, nhưng nhờ sự đoàn kết thống nhất cao trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, sự nỗ lực cố gắng, phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, hiệu quả của các cơ quan chức năng, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh quyết liệt, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tăng cường củng cố thêm niềm tin của nhân dân. Tiếp tục họp phiên chuyên đề pháp luật, sáng ngày 14 tháng 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về một số vấn đề lớn của dự thảo luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đánh giá cao dự thảo luật đã bổ sung quy định về phòng cháy đối với nhà ở kết hợp kinh doanh. Ủy ban Thường vụ Quốc hội lưu ý cần quy định chi tiết hơn để hạn chế xảy ra những vụ cháy với thiệt hại như vừa qua. Đề nghị cơ quan thẩm tra soạn thảo, rà soát kỹ để đảm bảo những quy định mới phải hợp lý, có tính kế thừa, không làm gia tăng chi phí tuân thủ pháp luật cho các cá nhân và tổ chức. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành phương án tách riêng một điều trong dự thảo luật để xử lý cơ sở, công trình không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy, được đưa vào sử dụng trước ngày luật có hiệu lực thi hành. Có ý kiến đề nghị cần bổ sung thêm quy định liên quan đến phòng chữa cháy ở các khu nhà cao tầng. Theo đó, công trình được phê duyệt xây dựng bao nhiêu tầng thì phải có thang máy chữa cháy tương ứng, hoặc phải bố trí tầng kỹ thuật xen kẽ dành cho công tác cứu hộ nếu sự cố xảy ra. Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi. Trong đó, vấn đề được quan tâm là hạn chế, khắc phục tối đa tình trạng gian lận mua bán hóa đơn giá trị gia tăng. Tốc độ tăng trưởng của thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm ước tăng 6,5% so với cùng kỳ, cao nhất từ năm 2020 đến nay, đóng góp gần 20% vào tốc độ tăng trưởng chung của cả nước. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 7 tháng là 309.000 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Trong tháng 7, các lĩnh vực kinh tế tiếp tục có chuyển biến tích cực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu, dịch vụ tiêu dùng, kim ngạch xuất khẩu tăng, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp đều tăng trưởng ấn tượng. Thành phố đã tổ chức đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, tập trung tìm cách tháo gỡ các dự án vướng mắc pháp lý để triển khai thực hiện bước đầu mang lại kết quả. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7 tăng 9,4% so với cùng kỳ, góp phần đưa tổng giá trị 7 tháng vượt trên 3,6 triệu tỷ đồng. Nhu cầu nội địa tăng là xu hướng được khẳng định dần qua các tháng và là tín hiệu quan trọng để sản xuất kinh doanh tăng trưởng. Vừa mới đi vào hoạt động, đây là cửa hàng cà phê thứ 3 trong hệ thống. Từ đầu năm đến nay, hai cửa hàng đầu tiên trong chuỗi của chị Quỳnh Anh luôn đông khách, tăng trưởng doanh số khả quan, nhu cầu thị trường tăng cao là cơ sở để chị mạnh tay đầu tư. Doanh thu tăng đến 70 đến 80%.
so với cùng kỳ năm ngoái khi mà thời điểm bắt đầu mới mở quán. Với tốc độ tăng trưởng như hiện tại thì chúng tôi cũng dự kiến sẽ mở thêm ít nhất là 1 đến 2 quán từ giờ đến cuối năm. Doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống đạt trên 420.000 tỷ đồng trong 7 tháng đầu năm, tức là tăng trưởng trên 15% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó thì Hà Nội tăng trưởng khoảng trên 11%, còn các địa phương du lịch trọng điểm như là Quảng Ninh, Đà Nẵng thì tăng trưởng từ 23 đến 25%, góp phần duy trì mức tăng trưởng cao của thị trường trong nước. Có cầu thì ắt có cung, vì thế nhu cầu thị trường nội địa tăng trưởng sẽ là động lực cho nền kinh tế, đặc biệt nhu cầu thị trường càng tăng vào cuối năm. Khách hàng tăng trưởng rất là đông, hơn so với năm ngoái khoảng 30%. Những cái tháng cuối năm sẽ đầu tư thêm 2 chiếc xe 45 chỗ nữa. Thời gian qua, các giải pháp như giảm thuế, mở rộng tín dụng tiêu dùng, tiếp tục cải cách thể chế đã có tác động thúc đẩy thị trường nội địa, để từ đó lan tỏa, hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Chính phủ giảm thuế VAT từ 10% xuống 8% hay luật giá có hiệu lực thì nó sẽ góp phần bình ổn giá để đạt được cái mục tiêu tổng mức bán lẻ hàng hóa trong năm 2024 là tăng 9%. Trong lúc các trụ cột tăng trưởng khác cần thời gian để lan tỏa, thì thúc đẩy trụ cột tiêu dùng chính là giải pháp nhanh nhất, ít tốn kém nhất, nhưng có khả năng đạt hiệu quả cao nhất. Vì thế, ưu tiên kích cầu tiêu dùng nội địa được coi là giải pháp quan trọng để tăng trưởng GDP về đích trong năm nay. Trong nửa đầu năm nay, Việt Nam nhận 57 cảnh báo từ Liên minh châu Âu EU, chủ yếu liên quan đến các sản phẩm như là rau quả, gia vị, thủy sản và các thực phẩm khác. Một trong những nguyên nhân là dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt mức cho phép. Tuy số sản phẩm vi phạm này chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ, nhưng nếu không khắc phục triệt để, nó có thể ảnh hưởng rất lớn cho cả ngành hàng. Nên việc kiểm soát chất lượng ở các vùng trồng cần phải được siết chặt hơn nữa. Hơn 180 hectare sầu riêng này đang chuẩn bị thu hoạch. Các khâu canh tác, chăm sóc thực hiện theo tiêu chuẩn Global Gap, đủ điều kiện xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Sầu riêng sau khi thu hoạch sẽ được đưa vào nhà máy sơ chế và kiểm tra dư lượng các hoạt chất trước khi chuyển đi. Công ty cũng đã chọn lựa những dòng sản phẩm phân bón có chất lượng, đầu có thương hiệu, thì ta cũng có thời gian cách ly để cho nó an toàn, người ta mới thu hoạch được cái sản phẩm. So với cách làm truyền thống thì ban đầu nó khó khăn một tí, nhưng dần dần thì để đáp ứng được cái giá trị của sản phẩm thì ta phải làm nghiêm ngặt. Còn với quả bưởi Việt Nam, để thành công vào được thị trường Hàn Quốc phải đảm bảo thực hiện 8 bước kiểm soát, từ đăng ký mã số vùng trồng đến kiểm tra nhập khẩu tại nước sở tại. Hàn Quốc là một trong những quốc gia có cái tiêu chuẩn rất là cao ở các cái quy trình đối với các cái mặt hàng nông sản nhập khẩu vào Hàn Quốc. Nếu mà phát hiện ruồi sống dịch hại, nó là sâu đục vỏ trái, thì cái lô hàng sẽ bị từ chối nhập khẩu vào vùng trồng, sẽ bị vùng trồng có liên quan sẽ bị xuất không được xuất khẩu. Các thị trường xuất khẩu chủ lực của nước ta như EU, Trung Quốc, Nhật Bản liên tục cập nhật các quy định về an toàn thực phẩm và mức dư lượng thuốc tối đa cho từng mặt hàng theo định kỳ. Đôi lúc có thông báo thay đổi đột ngột khiến cho nhiều doanh nghiệp bị động nếu không nắm chắc về từng thị trường. Các cái nước bạn thì sẽ đòi hỏi yêu cầu rất là cao về cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Đấy là cái điều mà chúng tôi rất là băn khoăn. Mong muốn hướng dẫn bà con tuân thủ tiêu chuẩn, quy định và những cái hướng dẫn. Các hàng rào kỹ thuật của nước nhập khẩu nếu không được nắm bắt và tuân thủ đầy đủ sẽ biến thành rào cản đối với doanh nghiệp, thậm chí có thể xóa sổ những nỗ lực mở cửa thị trường. Do đó, việc am hiểu và tuân thủ quy định của các thị trường là cách duy nhất để hàng hóa nói chung và nông sản nói riêng có thể xuất khẩu thuận lợi. Tại các nước Liên minh châu Âu, thực phẩm và đồ uống chưa bị bắt buộc phải dán nhãn carbon, nhưng trên thị trường đã xuất hiện một số sản phẩm dán nhãn trung hòa khí thải. Các khảo sát tâm lý tiêu dùng suốt từ năm 2009 đến nay xác nhận mối quan tâm không đổi của người châu Âu đối với tiêu chí khí hậu và môi trường khi chọn mua thực phẩm và đồ uống. Từ châu Âu, phóng viên Lê Hồng Quang cho biết thêm chi tiết. Liên minh châu Âu chưa ra luật, cũng chưa có tiêu chí phải như thế nào thì một nông phẩm mới có thể dán nhãn trung hòa carbon. Cuối năm ngoái, Nghị viện châu Âu mới chỉ công bố một nghiên cứu sơ khởi bao gồm các tùy chọn nếu muốn triển khai dán nhãn khí hậu cho nông phẩm. Nhưng tâm lý tiêu dùng đang thúc đẩy doanh nghiệp châu Âu đi trước một bước. Đây đó đã có những sản phẩm mà trên bao bì, nhà sản xuất cho biết khí thải trong quá trình sản xuất, chế biến, đóng gói và vận chuyển
đã được bù đắp hoàn toàn nhờ chứng chỉ carbon. Người tiêu dùng muốn có thông tin tốt hơn. Một cuộc khảo sát gần đây hỏi người tiêu dùng châu Âu rằng có nên dán nhãn lượng khí thải đối với thực phẩm hay không? Phần lớn đều trả lời là có. Trong các siêu thị, nhãn trung hòa carbon đang nhiều lên. Trong chuyến công tác châu Âu mới đây, Bộ trưởng Nông nghiệp Việt Nam đã tới một số siêu thị tại Bruxelles như một người tiêu dùng bình thường đi mua thực phẩm để tìm hiểu xem doanh nghiệp châu Âu đang khai thác khía cạnh môi trường và khí hậu ra sao khi quảng bá nông phẩm bán lẻ. Trong cái chuyến đi này, tôi muốn đến đây để chúng tôi hiểu hơn về cái xu thế tiêu dùng trong cái nền kinh tế xanh này. Tôi quyết định trong cái xu thế tiêu dùng hiện nay và trong tương lai, đó là những cái sản phẩm đó nó phải được truy xuất nguồn gốc, nó không bị tác động, không đánh đổi môi trường, không mất đi đa dạng sinh học, nó không gây hiệu ứng biến đổi khí hậu. Tổng hợp những cái điều đó, rồi đó là một xu thế sẽ không đảo ngược lại. Ngay từ năm 2009, một khảo sát trên quy mô toàn châu Âu đã cho thấy cứ 10 người tiêu dùng thì có đến 7 ủng hộ bắt buộc dán nhãn carbon. Sự quan tâm của người tiêu dùng dường như không giảm. 8 năm sau, nghiên cứu thực hiện tại 6 nước châu Âu xác nhận logo trung hòa carbon có tác động tới hành vi lựa chọn của người tiêu dùng và người mua sẵn lòng trả thêm đôi chút cho một nông phẩm dán nhãn trung hòa carbon. Lê Hồng Quang, phóng viên truyền hình Việt Nam từ châu Âu. Sau đây là những nội dung nổi bật trên các trang điện tử 24 giờ qua. Mạng tài chính Phương Đông của Trung Quốc đưa tin Việt Nam thu hút 18 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài trong 7 tháng đầu năm nay, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Số liệu được lấy theo thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào 18 trong số 21 ngành của nền kinh tế Việt Nam, trong đó công nghiệp chế biến chế tạo thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhất với hơn 12,65 tỷ đô la Mỹ, chiếm 70,3% tổng vốn đầu tư nước ngoài của Việt Nam. Có tổng cộng 91 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, trong đó Singapore đứng đầu với số vốn đầu tư đạt gần 6,52 tỷ đô la Mỹ. Sản phẩm công nghiệp chế biến chế tạo đang bùng nổ xuất khẩu là tiêu đề đáng chú ý được đăng tải trên trang Le Courrier du Việt Nam, phiên bản tiếng Pháp. Cụ thể, theo Bộ Công Thương, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm công nghiệp chế biến chế tạo của Việt Nam đạt gần 192 tỷ đô la Mỹ trong 7 tháng đầu năm nay, chiếm 84,6% tổng giá trị xuất khẩu, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều nhóm sản phẩm ghi nhận mức tăng trưởng mạnh như máy ảnh, máy quay phim và linh kiện, máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện. Điều đáng chú ý là dù xuất khẩu sụt giảm tại các thị trường lớn, nhưng các doanh nghiệp trong nhóm này vẫn chủ động tìm kiếm giải pháp đa dạng hóa thị trường. Nhờ đó, kim ngạch xuất khẩu sang các nước ở châu Phi, Đông Âu, Bắc Âu và Tây Á đều tăng. Hãng tin Sputnik của Nga đăng tải bài viết với tiêu đề Bất chấp khó khăn tháng 7, du lịch Việt vẫn tăng trưởng 51% trong 7 tháng đầu năm 2024. Theo số liệu mới nhất từ Tổng cục Thống kê, mặc dù có sự sụt giảm trong tháng 7, tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2024 vẫn đạt gần 10 triệu lượt, tăng 51% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 1,9% so với cùng kỳ năm 2019, năm được coi là đỉnh cao của du lịch Việt Nam trước đại dịch COVID-19. Nhiều chuyên gia vẫn lạc quan về triển vọng du lịch Việt Nam trong 6 tháng cuối năm nay, khi kỳ vọng lượng khách quốc tế sẽ phục hồi từ tháng 9 và đạt mức tăng trưởng 15-20% trong quý 4 so với cùng kỳ năm 2023. Bên cạnh đó, các chuyên gia đề xuất Việt Nam cần tập trung vào việc phát triển các sản phẩm du lịch mới như du lịch sức khỏe, du lịch ẩm thực hay du lịch hội nghị, hội thảo, triển lãm. Vừa qua, tạp chí du lịch nổi tiếng Mỹ Travel and Leisure đã công bố danh sách 25 đảo và quần đảo đẹp nhất thế giới năm 2024. Phú Quốc là đại diện duy nhất của Việt Nam nằm trong danh sách, xếp thứ hai với tổng điểm 94,41 trên 100. Đảo Phú Quốc của Việt Nam được xếp hạng chỉ sau Maldives và xếp trên những hòn đảo vẫn được coi là thiên đường nghỉ dưỡng như Bali, Indonesia và Phuket, Thái Lan. Để có được thứ hạng này, Phú Quốc được giới thiệu là hòn đảo nằm ngoài khơi bờ biển phía Tây của Việt Nam, là nơi hiếm hoi, giữ được nét hoang sơ và yên bình. Nhưng điều đó không có nghĩa là Phú Quốc không có những khách sạn sang trọng bậc nhất với những tiện nghi và hồ bơi riêng. Khí hậu ôn hòa với ánh nắng ấm áp quanh năm càng làm tăng thêm sức hấp dẫn của hòn đảo, khiến Phú Quốc trở thành nơi lý tưởng để du lịch vào bất kỳ thời điểm nào trong năm. Trong 3 ngày qua, Vĩnh Phúc đã có mưa rất lớn, có điểm lên đến 200mm. Mưa lũ đã khiến 3 người thiệt mạng và 10 người bị thương.
Lần đầu tiên, một chương trình giao lưu tăng cường hợp tác giữa lực lượng sĩ quan trẻ Bộ đội Biên phòng Việt Nam và cán bộ trẻ quản lý di dân quốc gia Trung Quốc đã được tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực. Bản tin thời sự xin được tiếp tục. Những ngày qua, mưa lũ đã khiến 3 người thiệt mạng và 10 người bị thương ở Vĩnh Phúc. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, trong 3 ngày qua, địa phương đã có mưa rất lớn, có điểm lên đến 200mm và gây ra nhiều thiệt hại. Ngay trưa qua, một vụ sạt lở đất tại xã Hải Lựu cũng làm sập một nhà dân, khiến một người chết, 10 người bị thương. Còn cách đây 2 ngày, mưa lớn, lũ lên đã cuốn trôi 2 người đi qua cầu tràn khi các nạn nhân đang cùng nhóm bạn đi chơi tại Vườn Quốc gia Tam Đảo. Thi thể các nạn nhân đã được tìm thấy. Thời điểm này không nên lưu trú ngủ nghỉ qua đêm tại các homestay, nhất là các homestay nằm trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, khuyến cáo của xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Cùng với đó, địa phương này đang vận động các hộ kinh doanh, cơ sở du lịch ký cam kết không đón tiếp nhận khách từ nay đến hết ngày 16 tháng 8. Do đó, những ngày qua, nhiều homestay, chủ nhà nghỉ, cơ sở kinh doanh ở Tà Xùa đã dừng nhận khách, trả lại tiền cọc hoặc bảo lưu tiền cọc, tạo điều kiện thuận lợi để du khách quay trở lại Tà Xùa khi điều kiện thời tiết đảm bảo. Trước đó, ngày 10 tháng 8, một vụ sạt lở đất xảy ra tại Tà Xùa đã vùi lấp các cơ sở lưu trú, nhà dân và khiến 3 người thương vong. Tỉnh lộ 112 qua địa bàn bị sạt lở vẫn chưa được thông đường. Những năm gần đây, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ghi dấu ấn trong lòng du khách bởi 2 lần được công nhận là thành phố du lịch sạch ASEAN. Danh hiệu này có sự đóng góp không nhỏ từ công tác quy hoạch, phát triển không gian công cộng, không gian xanh, cây xanh một cách hài hòa, khoa học. Quy Nhơn hiện có trên 60.000 cây xanh công cộng. Đô thị này cũng sở hữu hơn 100 hectare công viên cây xanh trong lòng phố, với diện tích lên đến hơn 100 hectare, trong đó có rất nhiều công viên lớn. Phường nào cũng có một vài công viên, chứ không phải là một công viên, mà hai nữa tất cả các phường bố cục ở trong các thành phố cứ đi được khoảng cỡ 1-2 đường thì lại có một công viên. Có nhiều công viên lắm, nói chung là Quy Nhơn đâu, bây giờ chủ yếu là người ta mở công viên nhiều để tranh để đẹp. Trong định hướng xây dựng thành phố Quy Nhơn xanh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định giao cho địa phương này hàng năm trồng mới 4.000 cây xanh, phát triển từ 3 đến 4 hectare công viên. Khi có quỹ đất ở đâu là công ty sẽ tham mưu cho thành phố để xây dựng công viên để mà thu hút phục vụ cho khách du lịch và giữ vững danh hiệu Quy Nhơn thành phố du lịch sạch ASEAN. Với nhiều nỗ lực và giải pháp, đến nay, tỷ lệ không gian xanh so với tổng diện tích mặt bằng toàn thành phố Quy Nhơn đạt trên 33%. Tỷ lệ này giúp Quy Nhơn trở thành đô thị có mật độ cây xanh và không gian xanh cao bậc nhất so với các đô thị miền Trung và cả nước. Lần đầu tiên, một chương trình giao lưu tăng cường hợp tác giữa lực lượng sĩ quan trẻ Bộ đội Biên phòng Việt Nam và cán bộ trẻ quản lý di dân quốc gia Trung Quốc đã được tổ chức. Chương trình vừa diễn ra tại Quảng Ninh và Hà Nội với nhiều hoạt động thiết thực. Đây là cơ hội để thế hệ trẻ hai lực lượng tiếp xúc, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, từ đó thắt chặt thêm tình đoàn kết đặc biệt giữa lực lượng biên phòng hai nước. Tuyên truyền pháp luật cho người dân hai bên biên giới Việt Nam-Trung Quốc. Đây là một hoạt động quan trọng trong chương trình giao lưu sĩ quan trẻ, Bộ đội Biên phòng Việt Nam và cán bộ trẻ quản lý di dân quốc gia Trung Quốc. Người dân được các sĩ quan trẻ hai bên hướng dẫn chi tiết các quy định xuất nhập cảnh và các văn bản quan trọng mà hai nước đã ký kết để bảo vệ và phát triển khu vực biên giới. Ngày hôm nay thấy cái không khí của bà con nhân dân khi mà được lực lượng cán bộ hai bên tuyên truyền và giáo dục thì rất là hưởng ứng và bà con rất là hiểu và chấp hành nghiêm được 3 cái văn kiện ở biên giới giữa hai nước. Mặc dù đây là lần đầu tiên lực lượng biên phòng của hai nước tổ chức hoạt động giao lưu, tuy nhiên chúng tôi cảm nhận được một cái tình cảm rất là sâu sắc, chân thành giữa hai lực lượng. Bên cạnh các hoạt động giao lưu, sĩ quan biên phòng trẻ hai nước còn phát huy tinh thần tuổi trẻ, sáng tạo, tổ chức các buổi tọa đàm, chia sẻ sáng kiến cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cửa khẩu thông minh, cửa khẩu số. Thông qua cái cuộc giao lưu lần này, để trong quá trình làm việc sau này thì hai bên sẽ gắn kết, trao đổi, học tập những kinh nghiệm và xây dựng cái mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa hai lực lượng để hỗ trợ nhau trong việc thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là việc kiểm soát xuất nhập cảnh ở các cửa khẩu.
Từ năm 2020 đến nay, các cán bộ trẻ hai bên đã phối hợp triển khai tuần tra song phương, tuần tra liên hợp 63 lần, tham gia phối hợp đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm biên giới. Chúng tôi tin tưởng rằng những hoạt động như thế này sẽ mang đến những hiệu quả thiết thực. Lực lượng bảo vệ biên giới hai nước sẽ đóng góp trí tuệ và sức lực để cùng nhau xây dựng đường biên giới cửa khẩu hòa bình, hữu nghị, đóng góp cho sự phát triển thịnh vượng của hai nước. Chúng tôi ý thức sâu sắc được cái trách nhiệm của thế hệ trẻ là phải tiếp tục vun đắp, bồi dưỡng, làm sâu sắc thêm cái tình hữu nghị Việt Trung mà thế hệ lãnh đạo hai đảng, hai nhà nước đã dày công vun đắp, phải luôn luôn cố gắng tiếp tục nỗ lực học tập, phát huy được cái năng lực của bản thân để tiếp tục bảo vệ vững chắc cái chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Việt Nam và Trung Quốc có đường biên giới dài hơn 1.400 km với 19 cặp cửa khẩu. Thời gian qua, đội ngũ sĩ quan biên phòng trẻ hai bên luôn là lực lượng xung kích trong phối hợp quản lý, góp phần bảo vệ biên giới hòa bình, hữu nghị. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa công nhận nghề ướp trà sen Tây Hồ là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây sẽ là cơ hội để bảo tồn các loại hoa sen quý hiếm cũng như nghề làm trà ướp sen. Mời quý vị đến với vùng đất Tây Hồ, nơi có những nghệ nhân vẫn giữ nét tinh hoa của người Hà Nội. Cụ Nguyễn Thị Dần năm nay 101 tuổi là người cao tuổi nhất ở Quảng An, Tây Hồ. Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa sen, từ tháng 6 đến tháng 8, cả gia đình lại quây quần ướp trà sen. Những người như cụ Dần đã nắm giữ những bí quyết độc đáo làm nên trà sen được mệnh danh là thiên cổ đệ nhất trà. Tôi có 20 tuổi đã đi bán hoa sen rồi. Thế tôi làm từ cái lâm mà trong Pháp ấy. Thế sao được trong Mỹ tôi về tôi vẫn làm. Thế mà các cụ mà làm cho tôi thì chết hết rồi. Chả còn ai, còn có mỗi người tôi còn ai đến bây giờ. Mỗi một cân chè thì là phải 1.000 bông sen. Nhưng mà cái hoa nặng này xuống tự ướp nó cầu kỳ lắm. Hàng tháng mới được một cân chè. Để nghề làm trà sen truyền thống không bị mai một, thành phố Hà Nội đã mở rộng vùng trồng sen Bách Diệp và lập hồ sơ nghề ướp trà sen Tây Hồ là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Hồ sơ bao gồm giá trị của sen Bách Diệp, quy trình làm trà sen từ khâu hái sen, ướp, ủ trà cho đến thưởng trà. Hồ sơ cũng bao gồm các nghiên cứu lịch sử, các cuộc phỏng vấn nghệ nhân và những điều tra khảo sát về tiềm năng, bảo tồn, cơ hội phát triển nghề làm trà. Được công nhận đó là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia thì cái điều này nó lại làm cho những người làm nghề càng trân quý hơn với những cái giá trị, với những nghề mà ông cha đã để lại. Và đối với việc giữ gìn các cái nghề truyền thống đó thì đây chính là một cái nét văn hóa đẹp trong cái cuộc sống hiện đại. Hồ Tây hiện có 18 hồ nhỏ với khoảng trên 20 hectare diện tích mặt nước có thể trồng sen, nhưng tốc độ đô thị hóa nhanh nên diện tích trồng sen đang bị thu hẹp. Thêm vào đó, nhiều hồ bị ô nhiễm khiến sản lượng sen bị giảm sút nhanh chóng. Việc nghề làm trà sen Tây Hồ được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia có ý nghĩa lớn trong việc bảo tồn nghề truyền thống có lịch sử lâu đời của thủ đô Hà Nội. Và trong phần cuối của bản tin là những thông tin dự báo thời tiết. Bản tin thời sự cũng xin kết thúc tại đây. Để xem trực tuyến các chương trình của VTV4, quý vị có thể truy cập vào website đang hiển thị trên màn hình hoặc tải ứng dụng VTV Go trong kho ứng dụng App Store, Google Play. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.